Một công thức làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ chỉ trong 3 ngày. Mến chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và an lành. Gan được xem như một lá chắn của cơ thể, có tác dụng ngăn chặn các chất độc hại xâm nhập vào cơ thể thông qua đường tiêu hóa, đồng thời làm giảm độc tính và thải trừ một số chất cặn bã do chuyển hóa chất trong cơ thể tạo nên. Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức làm sạch gan tự nhiên khỏi chất béo, rượu, thuốc và các độc tố. Thế nhưng ăn gì, uống gì để tốt nhất cho gan thì không phải ai cũng biết. Bởi vậy, mới đây các bác sĩ tiết lộ về già cứ ăn 5 loại rau rẻ tiền này là vua giải độc gan, bổ hơn nhân sâm, tổ yến, biết mà dùng, sống cực thọ. Vậy cụ thể, để biết 5 loại rau rẻ tiền đại bổ đó là những loại rau nào, cách chế biến món ăn đó ra sao thì mời bạn cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Thành phần đầu tiên cho công thức ngày hôm nay đó chính là sung. Hôm nay thì mình sẽ thu hoạch chỗ sung này nhá. Sung bánh tẻ như thế này sẽ là ngon nhất, giòn và không cứng. Bạn cũng có thể mua nó ở ngoài chợ, nó có bán rất nhiều. Lời khuyên dành cho bạn là hãy lựa chọn những quả sung nhỏ, vỏ nhẵn sẽ ngon hơn những quả to, già và cứng nhé. Quả sung tươi có chứa rất nhiều vitamin C, vitamin A và beta carotene. Sung tươi thì có hàm lượng calo rất thấp. Trong quả sung rất giàu kali, canxi và các khoáng chất khác. Nó là một loại quả rất tốt cho hệ tim mạch và huyết áp. Quả sung cũng có chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là đồng và vitamin B6. Đồng trong quả sung giúp cho quá trình trao đổi chất và sản xuất năng lượng diễn ra một cách bình thường, cũng như sự hình thành các tế bào máu và mô liên kết và các chất dẫn truyền thần kinh. Vitamin B6 là một loại vitamin rất quan trọng và cần thiết giúp cơ thể của bạn phá vỡ protein trong chế độ ăn uống, tạo ra các protein mới, và nó cũng đóng một vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của não bộ. Mẹo hữu ích ở đây là các bạn hãy chuẩn bị một tô nước, thêm vào đó là 1 đến 2 thìa cà phê muối hòa tan, thêm vào nước cốt của 1/2 quả chanh để loại bỏ nhựa và làm miếng sung không bị thâm. Bây giờ thì các bạn hãy thái quả sung này thành những miếng nhỏ nhé. Bạn sẽ cần từ 150 đến 200 gram sung tươi. Ở đây thì mình sử dụng 150 gram sung nhé. Bạn thái sung đến đâu, các bạn hãy cho vào tô nước chanh muối ngâm đến đó để sung không bị thâm nhé. Sung là một loại quả giúp làm giảm mức cholesterol, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Nó có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus, tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của vi khuẩn Salmonella và E. coli. Sung được biết đến là một loại quả làm sạch ruột hiệu quả nhất hành tinh. Phần vỏ của quả sung này nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Đồng thời nó có tính sát trùng, tiêu diệt các vi khuẩn đường ruột có hại, ký sinh trùng và nấm cũng như các kim loại nặng, độc hại. Nó được chứng minh là làm giảm các chứng bệnh về đường ruột như viêm ruột thừa, táo bón, viêm đại tràng. Sau khi các bạn thái xong như thế này, các bạn hãy ngâm toàn bộ phần sung này trong nước 15 phút nhé. Bây giờ thì mình sẽ để sang một bên và chuẩn bị tới nguyên liệu tiếp theo. Thành phần tiếp theo ngày hôm nay mình sử dụng đó chính là tỏi. Mình sẽ cần một củ tỏi như thế này. Ban đầu thì các bạn hãy bóc phần vỏ của củ tỏi này ra nhé. Tỏi giúp giảm nguy cơ đông máu và nó cũng có các đặc tính tự nhiên giúp giảm huyết áp, giảm độ cứng của động mạch. Bây giờ thì các bạn hãy cắt bỏ phần đầu của tép tỏi như thế này. Tỏi có chứa protein, vitamin nhóm B, sắt, mangan, kali, magie, phosphor. Mẹo hữu ích ở đây là các bạn hãy chuẩn bị một cái tô cho toàn bộ phần tỏi đã được cắt bỏ đầu như thế này vào ngâm 15 phút, các bạn sẽ bóc được rất dễ dàng. Sau khi mình đã ngâm được 15 phút như thế này rồi thì mình sẽ bóc phần tỏi này ra nhé. Bạn cũng có thể thêm tỏi vào các công thức nấu ăn của mình để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Tỏi đã được chứng minh là một phương thuốc tự nhiên cho các tình trạng khác nhau từ hàng ngàn năm đến nay, và tỏi thậm chí còn được xếp hạng đầu vì nó có tác dụng chống ung thư rất mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ một nghiên cứu về tác dụng ngăn ngừa ung thư của rau củ quả, thì thành phần có công hiệu chính trong tỏi đó chính là hợp chất hữu cơ sunfua và glycoside. Ngoài ra nó còn chứa hàm lượng cao germanium và selen, cao hơn cả nhân sâm và trà xanh.
Họ thậm chí còn phát hiện ra rằng chỉ cần mùi của tỏi cũng có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn. Và đây là toàn bộ phần tỏi mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần thứ ba cho công thức ngày hôm nay đó chính là gừng. Theo y học cổ truyền thì gừng có vị cay, tính ấm vào ba kinh phế tỳ vị. Nó có tác dụng phát biểu tán hàn, ôn trung, tiêu đàm, hành thủy và giải độc. Bạn hãy sử dụng một cái thìa hoặc một con dao để cạo bỏ phần vỏ như thế này nhé. Gừng có chứa thành phần chống oxy hóa và chống viêm rất tuyệt vời. Sau khi các bạn đã gọt xong phần vỏ như thế này thì các bạn hãy cắt gừng thành những miếng mỏng, sau đó thái sợi phần gừng này ra nhé. Gừng có chứa hoạt chất gingerol, nó có đặc tính chống viêm, gây tê, làm dịu, hạ sốt và kháng khuẩn. Nó ức chế các chất như chemokin, cytokin và các yếu tố gây viêm khác. Nó cải thiện tình trạng viêm khớp gối và đau nhức của cơ thể. Nếu bạn sử dụng thường xuyên gừng thì nó có thể ngăn ngừa sự khởi phát của các bệnh liên quan đến xương khớp. Và nó còn giúp điều chỉnh lượng đường ở trong máu, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn luôn trong tình trạng tốt nhất. Và đây là toàn bộ phần gừng mình có, mình sẽ để sang một bên. Thành phần tiếp theo cho công thức ngày hôm nay đó chính là chanh. Bạn sẽ cần một quả chanh lớn như thế này nhé. Nếu chanh nhỏ thì các bạn hãy sử dụng 2 quả. Bây giờ thì các bạn sẽ cắt chanh ra làm đôi và vắt lấy phần nước cốt. Chanh là một loại quả rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác. Chanh có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim, ngăn ngừa sỏi thận, hỗ trợ hấp thụ sắt và thúc đẩy sức khỏe của làn da. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ cân lên để các bạn tiện theo dõi nhé. Mình sẽ cần 30g nước cốt chanh cho công thức này. Thành phần tiếp theo đó chính là đường phèn. Bạn sẽ cần 30g đường phèn cho công thức này. Đường phèn đã được chứng minh là rất có lợi trong việc làm giảm các vấn đề nghiêm trọng như thiếu máu. Nó giúp cải thiện nồng độ hemoglobin, cải thiện quá trình lưu thông máu và là thành phần trong một số loại thuốc để dùng để điều trị bệnh thiếu máu. Và tiếp nữa các bạn hãy chuẩn bị thêm nước nhé, 100ml nước cho công thức này. Cho nước và đường phèn vào nồi đun sôi để phần đường phèn này tan hết. Bây giờ thì các bạn sẽ cho gừng, nước cốt chanh, tỏi vào tô. Tiếp nữa là các bạn sẽ thêm vào một thìa muối, hòa tan để cho muối này tan hết. Sau đó các bạn sẽ cho toàn bộ phần sung đã thái lát vào và trộn đều nhé. Bạn sẽ ngâm hỗn hợp này trong thời gian 4 tiếng là có thể sử dụng được. Mẹo hữu ích ở đây là luôn sử dụng các dụng cụ đã được tiệt trùng hoặc phơi khô để hỗn hợp này không bị nổi váng, không mốc, không hỏng và bảo quản được lâu hơn. Sự kết hợp của sung, tỏi, gừng, chanh, muối, đường sẽ tạo nên được một thực phẩm lên men rất tốt cho cơ thể của bạn, mạnh hơn bất cứ loại thực phẩm chức năng đắt tiền nào hiệu thuốc, đặc biệt nó rất hữu ích trong việc điều chỉnh lượng mỡ máu, gan nhiễm mỡ, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, loại bỏ các chất béo và cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp, phòng ngừa ung thư. Sau khi đã ngâm được 4 tiếng như thế này thì các bạn có thể sử dụng nó để ăn kèm với cơm, bún hoặc là làm salad đều được. Vị chua, ngọt, mặn hòa quyện với nhau và chắc chắn bạn sẽ cực kỳ thích nó. Các bạn có thể thêm vào một chút tương ớt nếu thích ăn cay nhé. Cách sử dụng là mỗi một ngày các bạn hãy ăn từ 30 đến 40 gram hỗn hợp này, ăn liên tục trong 7 ngày, cơ thể của bạn sẽ khỏe mạnh. Và hãy duy trì hỗn hợp này cho đến khi bạn thấy cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ được chất béo và cholesterol xấu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp và phòng ngừa ung thư. Hỗn hợp lên men như thế này kích thích các lợi khuẩn đường ruột phát triển. Đường ruột khỏe mạnh giúp cho bạn hấp thu dưỡng chất được tốt hơn, hạn chế các rối loạn tiêu hóa, triệu chứng sưng viêm đường ruột dẫn đến ung thư. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký, ấn vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Về già cứ ăn 5 loại rau rẻ tiền này là vua giải độc gan, càng ăn càng khỏe, sống rất thọ. Đầu tiên phải kể đến trong số này đó chính là tía tô. Nó rất giàu vitamin A, vitamin C, giàu hàm lượng canxi, sắt và phosphor. Tía tô được biết đến với tác dụng làm tiêu diệt virus, vi khuẩn và các vi sinh vật có hại ở trong gan, cải thiện ruột non, nhờ thế hỗ trợ và đem những dưỡng chất
thanh sạch hơn từ ruột tới gan. Tía tô giúp xoa dịu những dây thần kinh ở trong gan, giúp gan ít bị co thắt, ít bị kích động hơn. Bên cạnh đó, tía tô còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ thần kinh, giảm phiền muộn, ngăn ngừa rối loạn lipid máu, ngăn ngừa ung thư. Và tía tô sau khi các bạn đã cắt xong thì hãy đem rửa thật sạch. Và bây giờ các bạn hãy cắt thành những đoạn nhỏ để đem đi nấu trà nhé. Loại trà này được sử dụng giúp phục hồi chức năng của gan rất hiệu quả. Trà tía tô là một trong những loại trà được người Nhật coi là bí quyết tăng tuổi thọ, là một trong những loại trà được các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng trà tía tô không chỉ có tác dụng giải độc cơ thể mà nó còn đem lại làn da đẹp, mịn màng, tốt cho hệ tiêu hóa và hệ tim mạch. Bạn sẽ cho toàn bộ phần tía tô này vào bình ủ trà hoặc là nồi. Tiếp nữa, bạn sẽ chuẩn bị thêm 500ml nước cho vào bình, sau đó thêm vào một nhánh gừng nhỏ và bật chế độ nấu trà. Trong lúc chờ đợi, mình sẽ đi chuẩn bị thêm một chút nước cốt chanh. Tác dụng của chanh đa phần đến từ hàm lượng dinh dưỡng rất dồi dào của nó. Một quả chanh tươi như thế này có chứa rất nhiều các hợp chất hoạt tính có chức năng như là chất chống oxy hóa trong cơ thể. Những hoạt chất này có khả năng chống oxy hóa bao gồm flavonoid, neumonoid, camphorol, quercetin và acid ascorbic. Các gốc tự do là tác nhân làm hỏng các tế bào khỏe mạnh của cơ thể. Khi các tế bào này bị tấn công thì nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như chẳng hạn như là bệnh tim, đái tháo đường và nhiều loại ung thư. Chất chống oxy hóa là những hợp chất rất quan trọng giúp bảo vệ các tế bào khỏi các gốc tự do. Và đây là toàn bộ phần nước cốt chanh mình có, mình sẽ để sang một bên nhé. Phần trà mình cũng đã đun xong như thế này, bây giờ mình sẽ lọc riêng phần bã và phần nước. Các bạn hãy để cho phần nước trà nguội bớt đến tầm 50 độ thì chúng ta sẽ làm tiếp nhé. Và phần trà của mình cũng đã nguội bớt như thế này, bây giờ mình sẽ cho phần nước cốt chanh vào trong nước lá tía tô. Các bạn thấy không, khi cho chanh vào, màu sắc của trà sẽ trở nên đỏ tươi, rất ngon và hấp dẫn. Nếu các bạn thích uống ngọt thì hãy thêm vào 30g đường, còn nếu như không thích uống ngọt thì có thể bỏ qua phần đường trong công thức này nhé. Mỗi ngày các bạn hãy sử dụng từ 400 đến 500ml nước lá tía tô chia thành nhiều thời gian uống trong một ngày. Sử dụng mỗi tuần từ 3 đến 4 buổi. Tuy có rất nhiều các giá trị lợi ích cho sức khỏe, nhưng một số người được khuyến cáo là không nên sử dụng lá tía tô vì nó có thể gây hại cho sức khỏe. Thứ nhất, đó là những người đang bị cảm nóng. Theo y học cổ truyền thì lá tía tô có vị cay, tính ngấm. Do đó, những người đang bị cảm nóng thì cần thận trọng nếu như sử dụng lá tía tô trong thời điểm này có thể khiến cho cơ thể trở nên bức bối, khó chịu. Thứ hai, đó chính là phụ nữ mang thai. Cơ thể của phụ nữ mang thai vốn nóng hơn người bình thường, nếu như sử dụng lá tía tô trong một thời gian dài có thể dẫn đến tăng huyết áp. Hơn nữa, việc lạm dụng lá tía tô có thể khiến cho phụ nữ mang thai cảm thấy mệt mỏi, choáng váng, táo bón và tiểu tiện đỏ. Thứ ba là những người bị dị ứng với lá tía tô. Có một số trường hợp bị dị ứng với lá tía tô mà không hề biết. Do đó, trước khi sử dụng số lượng lớn, các bạn hãy uống một lượng nhỏ lá tía tô. Nếu như không có bất cứ phản ứng gì thì các bạn hãy sử dụng tăng liều sau nhé. Và một lưu ý rất đặc biệt đó là không nên uống lá tía tô trong một thời gian dài, nên uống cách ngày. Một tuần các bạn chỉ nên uống từ 3 đến 4 buổi là được. Uống quá nhiều trong thời gian dài sẽ gây đầy hơi, khó tiêu, ảnh hưởng tới huyết áp. Loại rau thứ hai mà mình muốn kể đến ở đây đó chính là rau cải. Bạn cũng có thể sử dụng bắp cải hay là cải xoăn, vân vân. Những loại rau này đều rất tốt cho gan. Rau cải có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, cũng như chất xơ và chất chống oxy hóa, những hợp chất lưu huỳnh thực vật giúp gan khôi phục lượng dự trữ chất dinh dưỡng. Các loại rau họ cải còn hỗ trợ gan chuyển hóa chất dinh dưỡng, khiến những chất dinh dưỡng hoạt tính sinh học cao hơn và đi vào máu để đi tới các cơ quan trong cơ thể. Loại rau này bạn cần rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối loãng 10 phút. Bây giờ thì các bạn sẽ thái nhỏ phần rau cải này ra nhé. Và đây là toàn bộ phần rau cải mình có, mình sẽ để sang một bên. Tiếp theo, để làm thức uống tốt cho gan như thế này, bạn sẽ cần chuẩn bị thêm một quả táo, gọt bỏ phần vỏ, sau đó sẽ thái nhỏ nhé. Táo là một loại quả đứng đầu trong việc bảo vệ gan. Nó còn là một nguồn cung cấp loại nước tràn đầy sinh khí để hỗ trợ khả năng cấp nước của gan. Như vậy mà gan có thể dự trữ nước và giải phóng trở lại khi máu của bạn mất nước hoặc là máu bẩn. Và đây là toàn bộ phần táo mình có, mình sẽ để sang một bên.
Tiếp nữa bạn sẽ chuẩn bị thêm nước, 300ml nước cho công thức này. Và bây giờ các bạn hãy cho toàn bộ nguyên liệu vào một cái máy xay sinh tố và đem xay thật nhuyễn nhé. Vậy là mình đã làm xong được loại nước thứ hai như thế này. Loại nước này cung cấp cho cơ thể của bạn cũng như là gan vitamin và khoáng chất. Nó có tác dụng giải độc và giúp đẩy nhanh quá trình loại bỏ các chất độc hại tiềm tàng trong cơ thể, giảm viêm và ảnh hưởng tốt đến tình trạng của gan. Loại cây thứ ba mình muốn giới thiệu với bạn để giúp bạn làm sạch gan khỏi chất béo, rượu, độc tố, đó chính là nha đam. Mình sẽ cắt 3 nhánh nha đam như thế này. Nha đam này các bạn hãy rửa sạch phần nhựa vàng để nó không bị đắng và ngứa nhé. Bạn biết không, nha đam có chứa chất keo. Gel của nó có chứa hơn 75 thành phần hoạt động khuyến khích chữa lành và trẻ hóa tất cả các hệ thống của cơ thể. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, tất cả đều là những chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có chứa acid folic, vitamin B12 và choline. Bây giờ các bạn hãy cắt hai bên ria của lá nha đam như thế này, sau đó cắt bỏ phần vỏ ở phía trên và bạn hãy dùng một cái thìa để chúng ta có thể cạo được phần gel này ra nhé. Đây là một loại cây giúp làm sạch ruột khỏi các độc tố, các chất độc, từ đó đào thải chúng ra ngoài và làm cho chúng không đi vào gan. Bạn sẽ cần thêm một chút gừng cho công thức này. Tiếp nữa bạn sẽ cần chuẩn bị thêm nước, 300ml nước. Cho tất cả các nguyên liệu này vào máy xay và xay thật nhuyễn. Vậy là mình đã làm xong thêm được một ly nước giúp giải độc gan rất hiệu quả, làm sạch gan khỏi mỡ, chất béo trung tính ở trong máu cao. Và bạn có thể thêm vào đó một vài thìa cà phê mật ong. Mật ong có chứa hàng trăm hợp chất hóa thực vật từ các loại hoa và nó giúp gan của bạn được nghỉ ngơi và thư giãn. Hỗn hợp này còn giúp làm sạch máu, ngăn ngừa hoạt động của một số vi khuẩn, virus và tăng sức đề kháng. Và đây cũng là một hỗn hợp giúp trị bệnh đau dạ dày rất hiệu quả. Loại rau thứ tư mà mình muốn nhắc tới ở đây đó chính là hành lá. Các bạn không lạ với loại cây này đúng không nào? Đây là một loại cây rất giàu kẽm, khoáng vi lượng, mangan, iốt và selen. Nó giúp cho bạn trẻ hóa làn da và bảo vệ phổi của bạn, cũng như là bảo vệ hệ miễn dịch cho lá gan. Trong hành rất giàu vitamin K, vitamin C và folate. Các bạn sẽ thái phần hành này ra thành những đoạn nhỏ. Và bây giờ hãy chuẩn bị thêm 200ml nước và cho toàn bộ vào máy xay và xay thật nhuyễn. Và đây là mình đã làm xong được loại nước này. Thức uống này bạn có thể uống để giúp gan của bạn được khỏe mạnh, loại bỏ độc tố và chất béo có hại. Nó còn làm giảm mức cholesterol, giảm nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao, ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Và nó có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus. Loại thảo dược thứ 5 mà mình muốn sử dụng ở đây và bạn cũng có thể sử dụng thường xuyên cho bữa ăn gia đình đó chính là gừng tươi. Gừng có chứa một hoạt chất gingerol, là một loại chất kháng viêm rất mạnh mẽ. Nó giúp xoa dịu các cơn co thắt ở gan và điều chỉnh nhiệt độ cho gan. Nó có thể làm cho gan nóng lên và thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn hoặc làm mát lá gan đang nóng. Gừng này các bạn có thể kết hợp với trà tía tô để tăng thêm tác dụng cho loại trà này như mình đã hướng dẫn ở trên. Hoặc bạn cũng có thể kết hợp cùng với nha đam để làm trà nha đam gừng. Rất ngon, rất dễ uống và chứa rất nhiều vitamin cũng như là khoáng chất nuôi dưỡng gan. Và gừng được biết đến là một loại thảo dược giúp nuôi dưỡng gan, loại bỏ các độc tố, các chất béo ở trong gan. Đồng thời nó cũng giúp bạn cải thiện khả năng tiết mật và hoạt tính của mật. Trên đây là 5 loại rau và thảo dược giúp cho bạn có được lá gan khỏe mạnh, làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ và làm sạch trái tim của bạn, bộ não, hệ miễn dịch và sức khỏe của làn da cũng như hệ tiêu hóa. Về già cứ ăn 5 loại rau rẻ tiền này là vua giải độc gan, bổ hơn nhân sâm, tổ yến, biết mà dùng, sống cực thọ.
Bạn thích trồng loại cây nào và thích uống loại nước nào nhất trong những loại mà mình đã chia sẻ? Hãy để lại bình luận ở phía dưới của video này nhé! Nếu thích cách làm này, hãy chia sẻ nó tới bạn bè, người thân để mọi người cùng xem và sử dụng nhé! Hãy bấm like và bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video về chăm sóc sức khỏe mới nhất của mình. Nếu thấy video này thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super 10 hình trái tim ngay bên dưới của video này.